Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với hội chợ Vietbill 2018. Và đây là gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dock London. Quý vị thân mến, công ty trách nhiệm hữu hạn The Dock Việt Nam là đối tác chiến lược và là đại diện duy nhất phân phối độc quyền cho thương hiệu The Dock London và franchise tại thị trường Việt Nam. The Dock London được biết đến ở Anh Quốc như một thương hiệu thiết bị nhà bếp hoàng gia với những sản phẩm xuất sắc được chế tác thủ công hay những thiết kế cầu kỳ đặc biệt dành riêng cho những sản nhân vật nổi tiếng và giới quý tộc thượng lưu. Sự khác biệt từ kỹ thuật sản xuất hiện đại, sự tinh xảo trong từng đường nét thiết kế sản phẩm đến sự chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ và chăm sóc khách hàng là những giá trị mà khách hàng cảm nhận về The Dock London. Và sau đây tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng tham quan gian hàng của The Dock London và Frankie tại công ty trách nhiệm hữu hạn The Dock Việt Nam tại hội chợ Vietbill 2018. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, đến với hội chợ Vietbill 2018 ngày hôm nay thì The Dock Việt Nam sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn thông minh cho căn bếp với những sản phẩm mới nhất, độc đáo chưa từng có trên thị trường. Ví dụ như bếp từ Lucy với phần chảo công độc đáo duy nhất trên thị trường, hay thế hệ bếp từ, bếp kết hợp trang bị một kính Kera Racing của Pháp với hoa văn sang trọng và tinh tế, bộ canvas với đầy đủ thiết bị chuyên dùng cho nhà bếp như là lò nướng, lò vi sóng, lò hấp, máy pha cà phê, tủ bảo quản rượu, các sản phẩm vòi, chậu, phụ kiện đi kèm được chế tác vô cùng hoàn hảo, không lẫn với bất kỳ thương hiệu nào trên thị trường. Vâng, và quý vị có thể thấy đây là tất cả các dòng sản phẩm mà chúng tôi muốn mang đến cho quý khách hàng tại hội chợ Vietbill ngày hôm nay đến từ thương hiệu The Dock London. Và sau đây thì tôi sẽ mời tất cả quý vị hãy cùng đến với khu vực của các sản phẩm đến từ thương hiệu Frankie. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, và đây là khu vực trưng bày các sản phẩm đến từ thương hiệu Frankie của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dock Việt Nam. Vâng, và quý vị thân mến, Frankie là thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vòi, chậu rửa và các thiết bị cao cấp với hơn 100 năm kinh nghiệm phục vụ trên thị trường nhà bếp trên toàn cầu. Lấy sự khao khát của khách hàng làm tôn chỉ để thiết kế những sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ và tiện dụng, Frankie không chỉ tạo ra các sản phẩm nhằm lấp đầy khoảng trống trong nhà bếp mà tạo ra một không gian bếp mơ ước cho gia đình của nhà bạn. Vâng, kính thưa quý vị, thương hiệu Frankie tạo ra một không gian bếp mơ ước, nơi mà mọi người kết nối với nhau thông qua các thiết bị thông minh và tiện nghi. Tại triển lãm thì Frankie chính thức trưng bày các dòng sản phẩm Ram by Frankie nổi bật với bộ thiết bị đồng bộ về màu sắc chất liệu với hai gam màu tinh tế đen huyền bí và champagne thời thượng. Quý vị có thể thấy đây là các thông màu rất là phối hợp hài hòa, đen huyền bí và champagne thời thượng. Các sản phẩm từ bếp, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, quý vị có thể thấy chúng ta có những sản phẩm nhà bếp như là máy hút mùi, lò vi sóng đến từ các thương hiệu Frankie và The Dock Việt Nam. Và tại đây là các thương hiệu Frankie, quý vị có thể thấy rất là nhiều sản phẩm vô cùng chất lượng, mang tầm cỡ quốc tế. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến hội chợ Vietbill 2018 với những khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt trong các ngày vừa qua. Và kính thưa quý vị, các sản phẩm từ bếp, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, lò hấp hay là vòi, chậu, phụ kiện, chậu đều đồng bộ với nhau tạo nên sức hút cho bất kỳ ai khi bước vào nhà bếp. Và kính thưa quý vị, BST Risto nổi bật với sự kết hợp inox và kính màu đen. Kính thưa quý vị, BST Risto nổi bật với sự kết hợp inox và kính màu đen trắng tạo nên sức quyến rũ và cá tính mạnh mẽ cho bất kỳ người dùng nào khi sở hữu nó. Và riêng BST inox với xu hướng tối giản trong thiết kế nhưng linh hoạt để khách hàng dễ dàng lựa chọn và phối hợp các sản phẩm cho phù hợp với từng không gian bếp của mình. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tham quan một vòng gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dock Việt Nam với hai thương hiệu nhà bếp, đó là The Dock London và đây là khu vực của thương hiệu Frankie. Và các bạn ơi, ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy đến với một tiết mục ảo thuật do công ty trách nhiệm hữu hạn The Dock Việt Nam mời về để phục vụ cho tất cả quý vị trong hội chợ Vietbill 2018. Nếu như quý vị đã từng xem Người Bí Ẩn thì quý vị sẽ biết một ảo thuật gia dùng tay của mình nướng cá trong chảo dầu sôi. Điều này đã lấy được tình cảm của tất cả mọi người, đặc biệt là MC Trấn Thành và Hoài Linh Việt Hương. Đó chính là ảo thuật gia Trọng Tính. Sau đây xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng đến với tiết mục của ảo thuật gia Trọng Tính. Xin mời.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ đợi một giây lát tại vì ảo thuật gia của chúng ta đang chuẩn bị những phụ kiện cũng như là bạn diễn của mình để phục vụ cho chúng ta một tiết mục ảo thuật hoàn tráng nhất và tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn đến với hội chợ Vietbill 2018. Và quý vị ơi, ngay bây giờ thì tại gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dot Việt Nam, chúng tôi có mời tới đây một ảo thuật gia. Ảo thuật gia này, ví dụ như quý vị có từng xem chương trình Người Bí Ẩn thì quý vị sẽ biết đến cậu ảo thuật này. Cậu ta chính là người rất đặc biệt, dùng đôi tay của mình để chiên cá trong chảo dầu sôi. Và chính vì điều này đã làm cảm động đến tất cả quý khán giả, đặc biệt là MC Trấn Thành và đội nhà chú Hoài Linh, cô Việt Hương. Và ngay sau đây tại sân khấu này, ở hội chợ Vietbill 2018 thì chúng tôi sẽ trình diễn tiết mục này gửi đến tất cả quý vị, xem như một lời tri ân, lời cảm ơn chân thành sâu sắc của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dot Việt Nam đến tất cả quý hàng đã ủng hộ và tin dùng các sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và quý vị ơi, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dot Việt Nam cùng chứng kiến và thưởng thức tiết mục ảo thuật với sự trình bày của ảo thuật gia Trọng Tính. Xin mời. Có nhạc chưa? Có nhạc rồi đúng không? Ủa, tụi em có chuẩn bị không? Không có nhạc. Diễn luôn đúng không? Vâng, và một lần nữa xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dot Việt Nam đang có mặt tại hội chợ Vietbill 2018. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để đến với tiết mục trình diễn của ảo thuật gia Trọng Tính. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, ảo thuật gia Trọng Tính ngày hôm nay đến với chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị một tiết mục trình diễn đặc biệt. Và chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ chưa từng xem màn biểu diễn này ở ngoài thực tế bao giờ. Đó chính là dùng hai tay chiên cá trong chảo dầu sôi. Và tiết mục này sẽ được ảo thuật gia chúng ta trình diễn với bếp từ What Lucy, một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dot Việt Nam. Điều gì sẽ xuất hiện sau khi chú bồ câu được bỏ vào lòng của đường ca?
Rồi chúng ta đã thấy đôi tay và một người bên trong. Rồi xin quý vị cho một tràng pháo tay cho thuộc gia Trọng Tấn đi ạ. Xin cảm ơn. Làm cho chúng ta nhớ đến món gì ạ? Vâng. Và tiếp theo, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để đón xem những tiết mục trình diễn tiếp theo. Ở thực ra chúng ta sẽ biến cái ghế thành cái gì đây? Chắc là một con gà trống nữa chăng? Và chúng ta đã thấy sự nhấp nhô ở bên trong. Và wow! Đây có lẽ là một cô tiểu thư. Vâng, xin cảm ơn. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ đến với một phần biểu diễn đặc biệt. Đó chính là chiên cá bằng tay trong chậu đường sôi với bếp Miss Lucy của chúng tôi. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhá. Giờ tới bếp từ đúng không? Vâng, và kính thưa quý vị, đó chính là những phần biểu diễn để phục vụ tất cả quý vị thêm phần hứng thú. Và sau đây thì xin mời quý vị và tất cả quý khách hàng chúng ta đang có mặt tại hội chợ Việt Build 2018 hãy đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dot Việt Nam. Và sau đây sẽ là tiết mục đặc biệt, tiết mục chính của ảo thuật gia Trọng Tín. Ảo thuật gia sẽ nấu nướng bằng tay của mình trên chiếc chảo Miss Lucy. Xin kính mời. Và quý vị thân mến, đây là một tiết mục đặc biệt có sự nguy hiểm và đòi hỏi phải có sự luyện tập rất là bài bản, chuyên nghiệp. Cho nên hy vọng quý vị sẽ không thử bất kỳ khi ở nhà. Chúng ta sẽ không thử cái này với bất kỳ điều kiện gì khi ở nhà nha quý vị, rất là nguy hiểm. Vâng, và các bạn ảo thuật đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để có thể mang đến cho quý vị một màn trình diễn có thể nói là tò mò đến cho tất cả quý khán giả ở đây. Chúng ta sẽ dùng tay để nấu nướng trên bếp từ Chris Lucy. Và một lần nữa khuyến cáo đến tất cả quý vị là chúng ta tuyệt đối không được thử ở nhà, tại vì rất là nguy hiểm. Vâng, và một lần nữa thì chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị chương trình khuyến mãi về các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nơi Đó Việt Nam. Đối với hội chợ Việt Build 2018 thì chúng tôi mang đến cho quý vị các sản phẩm nhà bếp chất lượng quốc tế đến từ hai thương hiệu, đó là Nơi Đó London của Anh Quốc và Frankie từ Thụy Sĩ. Và với các sản phẩm nhà bếp
ở hội chợ Việt Build 2018 thì chúng tôi sẽ dành cho quý vị những sản phẩm mới nhất và chất lượng nhất. Nhưng đi kèm với đó, chúng tôi sẽ có những chương trình khuyến mãi tuyệt vời nhất tại hội chợ Việt Build 2018. Những sản phẩm của chúng tôi giảm giá từ 35-50% ở khung giờ vàng khuyến mãi. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi có giảm 40% cho các sản phẩm đến từ thương hiệu Rudolph London và 30% cho các sản phẩm đến từ thương hiệu Fakey. Và quý vị ơi, đây là cơ hội thật tuyệt vời để tất cả chúng ta, những khách hàng mà chúng ta có nhu cầu mua các sản phẩm đến từ nhà bếp, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể sở hữu các sản phẩm chất lượng quốc tế nhưng với giá cả vô cùng là hợp lý và có thể nói là giảm giá tuyệt vời cho tất cả người tiêu dùng Việt Nam. Xin kính mời. Và quý vị ơi, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt nữa, đó là bốc thăm. Chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm cho những khách hàng may mắn sở hữu cho mình những sản phẩm được khuyến mãi tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Có thể kể đến như là lò nướng Ruby. Hiện tại thì có rất nhiều khách hàng đăng ký, nhưng chúng tôi chỉ dành cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên với chương trình bốc thăm. Có nghĩa là lò nướng Ruby có giá niêm yết 25.560.000 đồng. Nhưng ví dụ như khách hàng may mắn được bốc trúng tên thì chỉ cần mua lò nướng này giá chỉ còn 8.999.000 đồng. Rất là tuyệt vời, xin nhắc lại, giá niêm yết của lò nướng Ruby là 25.560.000 đồng, nhưng chỉ còn 8.999.000 đồng nếu quý vị là khách hàng may mắn trong ngày hôm nay với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Vâng, và một lần nữa thì xin cảm ơn toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Loan Việt Nam để đến với phần ảo thuật đặc biệt trong ngày hôm nay. Ảo thuật nấu bằng tay. Ra đây hả? Vâng, và một lần nữa xin kính mời toàn thể quý vị, chúng ta đã có mặt tại hội chợ Việt Build 2018. Hãy cùng đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Rudolph Việt Nam để đến với một phần ảo thuật đặc biệt nấu bằng tay với sự trình bày của ảo thuật gia Trọng Tính với bếp từ mới nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn Rudolph Việt Nam, Wish Lucy. Và đây là một tiết mục ảo thuật vô cùng nguy hiểm và chúng tôi khuyến cáo tất cả quý vị không được phép thử tại nhà với bất kỳ lý do gì, rất là nguy hiểm cho chúng ta. Với phần trình diễn này sẽ mang đến cho quý vị cảm giác hồi hộp, lo lắng. Và xin mời quý vị khán giả có thể kiểm tra các chai dầu để xem là đây có phải là dầu ăn hay không. Kính thưa quý vị, nhiệt độ sôi của dầu ăn là trên 200 độ C. Xin nhắc lại, nhiệt độ sôi của dầu ăn là trên 200 độ C. Và da đôi bàn tay của chúng ta, chúng ta có cảm giác nóng và phỏng khi nhiệt độ nước khoảng 70 độ C. Do đó, ảo thuật gia của chúng ta dùng đôi bàn tay để nấu ở chảo dầu sôi thì đồng nghĩa là da của ảo thuật đã tập luyện rất kỹ lưỡng. Cho nên quý vị không được phép thử ở nhà. Việt Nam mình giờ giàu lắm, anh đừng có hỏi.
dầu đã được nấu lên. Và chúng ta sẽ đợi đến khi dầu sôi thì sẽ là đến với phần biểu diễn vô cùng nguy hiểm và công phu. Và quý vị thân mến, như những lời chia sẻ của ảo thuật gia Trọng Tính, để thực hiện một tiết mục ảo thuật như thế này thì cậu ấy đã rèn luyện từ nhỏ, từ rất lâu. Ngoài cái duyên đi biểu diễn thì ảo thuật gia Trọng Tính luôn tìm tòi để có được những tiết mục ảo thuật đặc biệt dành cho riêng mình. Và cậu ấy đã tập luyện chiên nước để em rửa tay. Vâng, và kính thưa quý vị, xin quý vị hãy kiểm tra, đây là chai nước ảo thuật gia dùng để rửa tay, để đảm bảo là sẽ không có bất kỳ một hóa chất nào bôi lên tay của ảo thuật gia. Đây là một tiết mục ảo thuật thực tế 100%, có thật 100%, không hề có một hóa chất nào bảo vệ đôi tay của cậu ấy. Và ảo thuật gia sẽ rửa đôi tay của mình. Với những tiết mục ảo thuật như thế này thì ngoài sự đòi hỏi người ảo thuật gia có năng khiếu rồi thì đòi hỏi có phải có một sự rèn luyện vô cùng khổ luyện và công phu, trải qua bao năm, bao tháng, bao ngày mới có những kết quả như thế này. Cho nên quý vị đừng bao giờ thử ở nhà quý vị nhé. Như vậy là ảo thuật gia của chúng ta đã dùng tới 2 chai dầu ăn để giúp cho chảo dầu chúng ta có sự đầy đặn nhất định. Và xin quý vị kiểm tra thực phẩm của chúng ta bao gồm tôm và cá viên. Vâng, kính thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta hãy có những giây phút lắng động và tập trung để chứng kiến phần trình diễn của ảo thuật gia Trọng Tính. Alo. Vâng, kính thưa quý vị, đây ảo thuật gia sẽ rửa tay và cho những viên cá vào trong chảo dầu. 1 viên, 2 viên. Những giây phút vô cùng hồi hộp. Dầu đã sôi, quý vị có thể thấy bong bóng đã nổi lên một lúc càng nhiều hơn, chứng tỏ dầu đang sôi mạnh hơn và đồng nghĩa với đó nhiệt độ đang dần tăng cao. Ông gia đã bỏ 4 viên vào bên trong chảo dầu. Kính thưa quý vị, chúng ta hồi hộp chờ đợi những viên đầu tiên có thể nổi lên. Rồi, kính thưa quý vị, giây phút được chờ đợi sắp bắt đầu. Xin quý vị hãy cùng tập trung. Và quý vị ơi, một lần nữa kính mời tất cả quý hàng đã có mặt tại hội chợ Vinview 2018 hãy đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn The Dock Việt Nam để cùng đến với tiết mục ảo thuật vô cùng đặc biệt này. Tiết mục ảo thuật thực hiện trên bếp từ Good Lucy. Và rất hồi hộp.
đầu. Ở thực ra đã đưa một tay của mình vào chảo dầu. Chảo dầu đang sôi rất mạnh, kính thưa quý vị. Dầu đang sôi rất mạnh. Và những viên cá đã nổi lên, đã chín rồi. Tôm cũng đã đổi sang màu hồng. Và một viên đầu tiên. Phải nói thật, khi xem tiết mục này, không chỉ tôi mà tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây, alo, I'm
ngoài. Em đi rửa tay cái nha, đi rửa tay. Hả? Em đi rửa tay dính dầu không? Em lau đâu có đâu, lau. Em rửa tay cái vô liền à. Rửa tay cho sạch rồi vô liền. Xong rồi đó. Vậy có cái thang không? Của em không? Cái này của mấy đứa ảo thuật á. Để vậy là chúng ta đã vừa chứng kiến phần ảo thuật chiên cá viên và tôm bằng tay với bếp từ With Lucy. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần quan trọng trong ngày hôm nay, đó là phần bốc thăm may mắn. Chúc như thông tin chúng tôi đã vừa gửi đến quý vị là đã có rất nhiều khách hàng đăng ký mua lò nướng Ruby, giá niêm yết là 25.560.000 đồng. Nhưng quý vị trong chương trình bốc thăm, nếu như may mắn sẽ sở hữu lò nướng Ruby này với giá trị 8.999.000 đồng. Kính thưa quý vị, alo, kính thưa quý vị, chương trình bốc thăm may mắn dành cho tất cả quý hàng nào đã đăng ký mua chiếc lò nướng Ruby với giá niêm yết là 25.560.000 đồng chỉ còn 8.999.000 đồng. Và sau đây chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm để tìm ra 10 khách hàng may mắn để có thể sở hữu lò nướng Ruby với giá trị 8.999.000 đồng. Và xin được nhắc lại, giá của lò nướng Ruby là 25.560.000 đồng. Nhưng với chương trình bốc thăm may mắn, quý vị sẽ sở hữu lò nướng này với giá trị 8.999.000 đồng. Và ngay bây giờ, nếu như khách hàng nào chúng ta có nhu cầu sở hữu lò nướng Ruby thì quý vị có thể nhanh chân đăng ký với các bạn nhân viên của chương trình để chúng ta tiến hành bốc thăm luôn trong ngày hôm nay. Xin kính mời. Và xin được nhắc lại là chỉ còn khoảng 5 phút nữa chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm để tìm ra những vị khách hàng may mắn sở hữu lò nướng Ruby với giá niêm yết là 25.560.000 chỉ còn 8.999.000. Do đó, khách hàng nào chúng ta có nhu cầu mua sắm thì quý vị hãy nhanh chân đăng ký với chúng tôi để có thể tham gia vào chương trình rút thăm may mắn ngay sau đây. Và quý vị thân mến, song song với
chương trình rút thăm may mắn thì chúng tôi còn dành cho tất cả quý vị nhiều chương trình ưu đãi khác nhau với các sản phẩm nhà bếp đến từ hai thương hiệu Jerdog London và Frankie. Các sản phẩm chúng tôi mang đến tại hội chợ Việt Build 2018 đều là những sản phẩm mới nhất của công ty Jerdog Việt Nam. Và những chương trình ưu đãi chúng tôi dành cho quý vị là vô cùng hấp dẫn, giảm giá từ 35-50%. Vâng, xin được nhắc lại, chiếc là nướng hương vị của chúng ta có giá niêm yết là 25.560.000 đồng, nhưng trong chương trình bắt tham may mắn quý vị có cơ hội sở hữu với giá chỉ còn lại 8.999.000 đồng. Quý khách hàng nào chúng ta muốn sở hữu là nướng hương vị với giá ưu đãi hấp dẫn này, ngay bây giờ chúng mời tất cả quý vị hãy cùng đến với gian hàng của công ty xác nhiệm hữu hạn Tây Bắc Việt Nam để tham gia chương trình bắt tham may mắn. Và quý vị nào chưa đăng ký thông tin hãy nhanh chóng đến với chúng tôi cầm những lá phiếu và điện thoại tư của mình để có cơ hội sở hữu là những ruby với giá chỉ còn 8.999.000 đồng. Em bóc luôn, bóc không có thang đầu tiên, không mời khán giả hả? Em bóc luôn. Vâng, và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là chương trình bốc thăm may mắn và từ phiếu đầu tiên. Có thể sở hữu lò nướng Ruby với giá ưu đãi chỉ còn 8.999.000 đồng. Và đây là tờ phiếu của khách hàng đầu tiên ạ. Xin được chúc mừng anh Nam, số điện thoại 0908823576, địa chỉ 48 Hoa Mai, phường 2, Phú Nhuận, là khách hàng may mắn đầu tiên sở hữu là nướng Ruby với giá ưu đãi chỉ có 8.999.000 đồng. Xin hỏi anh Nam có ở đây không ạ? Anh Nam, số điện thoại 0908823576, địa chỉ 48 Hoa Mai, phường 2, Phú Nhuận. Để anh giữ cho rồi xong bên tiếp ạ. Vâng, và sau đây sẽ là khách hàng may mắn tiếp theo, khách hàng thứ hai có cơ hội sở hữu lò nướng du lịch. Vâng, và quý vị thân mến, quý vị phải có mặt ở đây để nhận lò nướng Ruby quý vị nhé. Và xin chúc mừng khách hàng anh Tuấn, số điện thoại 0983939246, đã sở hữu lò nướng Ruby với giá 8.999.000 đồng. Xin mời anh Tuấn ạ. Anh Tuấn có bạn theo ạ? Anh Tuấn lần 1, anh Tuấn lần 2 và anh Tuấn lần 3. Rồi, từ phía này sẽ được giữ lại đây. Và quý vị thân mến, nếu như khách hàng nào chúng ta muốn sở hữu lò nướng Ruby với giá 25.560.000 đồng, giảm chỉ còn 8.999.000 đồng, quý vị hãy nhanh chóng đăng ký thông tin nha. Khách hàng tiếp theo xin chúc mừng anh Cường và chị Trân, số điện thoại 0938021283 là khách hàng may mắn tiếp theo. Anh Cường và chị Trân có xin chúc mừng anh là anh Cường đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng anh chị đã sở hữu và anh chị có thể xác minh thông tin ạ. Vâng, vậy là chúng ta đã tìm ra được khách hàng may mắn đầu tiên sở hữu lò nướng Ruby với giá là 25.560.000 đồng, chỉ còn 8.999.000 đồng của quý vị. Và quý vị ơi, vẫn còn cơ hội cho rất nhiều khách hàng có cơ hội sở hữu lò nướng Ruby. Quý vị ngay bây giờ có thể đăng ký thông tin với chúng tôi để tiến hành bốc thăm, tại vì chương trình bốc thăm chỉ diễn ra khoảng 15 phút thôi. Nếu như kết thúc 15 phút, chúng tôi sẽ không, quý vị sẽ không còn cơ hội sở hữu chiếc lò nướng Ruby này nữa quý vị nhé. Tiếp rồi. Rồi, sau đây sẽ là khách hàng may mắn tiếp theo.
thời gian càng trôi đi, điều đó đồng nghĩa với cơ hội sở hữu đầu lớn ruby của quý vị càng gắn lại quý vị nha. Đừng chần chừ nữa ạ. Xin chúc mừng chị Yến, số điện thoại 0938630707. Chị đúng không ạ? Rồi xin chúc mừng chị Yến. Chị có thể đọc số điện thoại để xác minh được ạ. 0938630707. Dạ rồi, xin chúc mừng chị. Rồi, đã tìm được khách hàng thứ hai ạ. Xin mời chị qua bên khu vực làm việc ạ. Vâng, như vậy là chúng ta đã tìm ra được hai chủ nhân của hai lò nướng ruby với giá ưu đãi chỉ còn 8.999.000 đồng và giá niêm yết là 25.560.000 đồng. Và sau đây chúng ta sẽ hồi hộp chào đón lá phiếu tiếp theo, không biết lá phiếu này sẽ thuộc về ai. Vâng, vẫn còn cơ hội cho tất cả quý hàng ở hội chợ VinBio 2018, hãy đến đây và đăng ký thông tin để chúng tôi có thể bốc thăm luôn. Vẫn còn 8 lò nướng ruby nữa thưa quý vị. Xin chúc mừng khách hàng may mắn tiếp theo, Phạm Kim Long. Phạm Kim Long, ngụ tại quận 11 ạ. À, xin mời, có anh Long ở đây không ạ? Phạm Kim Long lần thứ nhất. Phạm Kim Long lần thứ hai. Phạm Kim Long ạ, à, xin mời anh Long. Phạm Kim Long. Rồi, Phạm Kim Long lần thứ hai và Phạm Kim Long lần thứ ba. Xin lỗi, rất tiếc, chia buồn với anh Long. Vận may đã đến nhưng anh đã ngoảnh mặt. Và cơ hội sẽ dành cho khách hàng còn lại. Vâng, và xin được chúc mừng khách hàng chị Trinh, ngụ tại quận 8, phường 5. Chị Trinh, phường 5, quận 8 ạ. À, xin chúc mừng khách hàng may mắn tiếp theo. Chị Trinh có đây không ạ? Chị Trinh lần thứ nhất. Chị Trinh lần thứ hai. Và chị Trinh lần thứ ba. Vâng, chưa thấy sự xuất hiện của chị Trinh, đồng nghĩa lá phiếu này sẽ bị gấp lại. Và chúng ta sẽ nhường lại sự may mắn này cho khách hàng tiếp theo. Kính thưa quý vị. Và quý vị thân mến, xin được nhắc lại lò nướng ruby của chúng ta có giá là 25.560.000 đồng. Nhưng trong chương trình bốc thăm thưởng thưởng chỉ còn lại 8.999.000 đồng. Do đó, ngay lúc này, quý vị nào chúng ta đã có mặt tại hội chợ VinBio 2018 muốn sở hữu chiếc lò nướng giá trị này với mức ưu đãi cực sốc trong ngày hôm nay, thì quý vị hãy nhanh chân đến với chúng tôi để đăng ký thông tin và trở thành những vị khách hàng may mắn tiếp theo nếu có cơ hội sở hữu lò nướng ruby với giá chỉ còn 8.999.000 đồng. Và khách hàng tiếp theo xin chúc mừng anh Lê Minh Tâm. Lê Minh Tâm, ba số điện thoại cuối là 639 ạ. Đặt mua lò nướng trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh. Xin được nhắc lại anh Lê Minh Tâm. Lê Minh Tâm lần thứ nhất. Lê Minh Tâm lần thứ hai. Và Lê Minh Tâm lần thứ ba. Rồi, sự không có mặt của anh Tâm sẽ là niềm vui của những vị khách hàng ở đây. Xin chúc mừng những vị khách hàng đã tham gia chương trình bốc thăm may mắn trực tiếp tại đây ạ. Và chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm tờ tiếp theo. Và xin được nhắc lại, vẫn còn cơ hội cho tất cả quý thầy chúng ta muốn sở hữu lò nướng ruby, hãy nhanh chân đến với chúng tôi để đăng ký thông tin. Và lá phiếu tiếp theo đã tìm đến chị Hà. Ba số điện thoại cuối là 190. Chị Hà. Có không ạ? Chị Hà, vâng, xin chúc mừng chị. Xin mời chị đến với khu vực làm việc ạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Các thưa quý vị, như vậy là khách hàng tiếp theo đã sở hữu lò nướng ruby. Và như vậy chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm cho 7 vị khách hàng nữa. Xin mời. Và quý vị thân mến, chúng ta đang có một tại hội chợ VinBio 2018. Chúng tôi chỉ có mặt ở đây một năm một lần và mang đến cho quý vị chương trình khuyến mãi đặc biệt.
Lời nướng Ruby 25.560.000 đồng, giảm giá chỉ còn 8.999.000 đồng mà thôi. Ngay bây giờ quý vị hãy nhanh chân đăng ký với chúng tôi, nhanh chân lẹ tay đi quý vị ạ, đăng ký để tham gia chương trình phát thanh. Và xin được chúc mừng anh Nguyễn Duy Đức, 3 số điện thoại cuối 788, ngụ tại Lê Văn Lương, Nhà Bè. Xin mời anh Nguyễn Duy Đức, 3 số điện thoại cuối 788, ngụ tại Lê Văn Lương, Nhà Bè. Xin được nhắc lại anh Nguyễn Duy Đức lần 1, anh Nguyễn Duy Đức lần 2, và anh Nguyễn Duy Đức lần 3. Vâng, rất tiếc anh Đức đã đánh rớt cơ hội quyền. Và chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm từ phía tiếp theo. Và quý vị vẫn còn cơ hội cho tất cả chúng ta có thể đăng ký thông tin và từ phiếu may mắn, biết đâu sẽ gọi tên chúng ta trong chương trình bốc thăm may mắn. Sự may mắn không đến với chúng ta thường xuyên, không đến với chúng ta hàng ngày, mà đến với chúng ta bất chợt, và hy vọng tất cả quý vị ở đây sẽ nắm bắt nó kịp thời. Trong chương trình ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Đưa Đón Việt Nam mang đến sự may mắn cho tất cả quý vị, và hy vọng quý vị sẽ nắm bắt cơ hội này. Xin chúc mừng chị Bích Trân. Vâng, xin chúc mừng chị, rất tuyệt vời. Chị là khán giả từ đầu cuối chương trình, nãy giờ em thấy rồi. Rồi, xin chúc mừng chị. Từ phiếu may mắn đã gọi tên chị rồi. Và quý vị thân mến, vẫn còn rất nhiều lò nướng Ruby nữa. Ngay bây giờ quý vị hãy nhanh chân lẹ tay đăng ký với chúng tôi những từ phiếu thông tin quý vị nha. Quý vị chỉ cần điền họ tên, số điện thoại và mục đích là lò nướng Ruby. Dạ xin chào cô muốn đăng ký không? Dạ. Dạ cô, anh xin mời ạ. Xin mời anh. Vâng, những vị khách hàng nào muốn đăng ký thông tin thì hãy liên hệ với các bạn nhân viên để nhận từ phiếu. Chúng ta chỉ cần điền tên, số điện thoại và lò nướng Ruby thì quý vị sẽ được tham gia vào chương trình bốc thăm. Nếu như lá phiếu của quý vị may mắn xuất hiện trong chương trình thì quý vị sẽ có cơ hội sở hữu lò nướng Ruby với mức giá chỉ có 8.999.000 đồng, trong khi mức giá niêm yết là 25.560.000 đồng. Vì đây là một sản phẩm có giá trị cực cao và chất lượng đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Đưa Đón Việt Nam, cho nên chúng tôi giảm giá không phải là đại trà mà là giảm giá trong chương trình bốc thăm để tạo cho quý vị một cơ hội may mắn, cũng như là để quý vị biết được giá trị của chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những cảm giác thú vị và tuyệt vời như thế nào. Và lá phiếu tiếp theo sẽ thuộc về ai? Xin chúc mừng anh Kiên, 3 số thoại cuối 937. Anh Kiên. À, rồi. Và xin chúc mừng anh Kiên đã sở hữu lần đúng thú vị. Và khách hàng tiếp theo, xin chúc mừng Nguyễn Thị Kim Ngọc, 3 số cuối 212, ngụ tại quận 8. Xin mời. Xin được nhắc lại khách hàng Nguyễn Thị Kim Ngọc. Và Nguyễn Thị Kim Ngọc lần thứ nhất, Nguyễn Thị Kim Ngọc lần thứ hai, Nguyễn Thị Kim Ngọc lần thứ ba. Xin chia buồn với chị Ngọc. Rồi. Xong cái người này là đóng chương trình này cho chị luôn nha. Và thưa quý vị, chúng tôi chỉ dành một lá thăm cuối cùng cho tất cả quý vị đang có mặt tại vòng trò tuyệt biêu ngày hôm nay. Một lần nữa, quý vị nào chúng ta có nhu cầu mua lò nướng Ruby với mức giá ưu đãi chỉ còn 8.999.000 đồng, hãy nhanh chân đăng ký với chúng tôi. Và xin hỏi tất cả quý vị ở đây, ai còn muốn đăng ký thông tin nữa không ạ? Nếu như không có, em sẽ bốc lá thăm cuối cùng. Xin hỏi lại, còn ai muốn đăng ký thông tin để sở hữu lò nướng Ruby trị giá 8.999.000 đồng nữa không ạ? Giá niêm yết của lò nướng Ruby là 25.560.000 đồng. Còn ai không ạ? Right. Chúng ta sẽ tiến hành bốc lá thăm cuối cùng. Vâng, kính thưa quý vị, lá thăm cuối cùng trong chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay đã thuộc về chủ nhân Đặng Nguyễn Xuân Ý, 3 số cuối 707.
Xin chúc mừng Đặng Nguyễn Xuân Yến. Xin hỏi khách hàng Xuân Yến có ở đây không ạ? Đặng Nguyễn Xuân Yến lần thứ nhất, Đặng Nguyễn Xuân Yến lần thứ hai và Đặng Nguyễn Xuân Yến lần thứ ba. Như vậy anh Yến không có mặt ở đây và chúng tôi sẽ phải giữ lá thông này lại. Vâng, và xin cảm ơn tất cả quý vị đang có mặt tại hội chợ VinBio 2018 cũng như là quý khách hàng đang đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Loan Việt Nam. Như vậy là chương trình bất thông may mắn ngày hôm nay xác định những chủ nhân của lò nướng Ruby với giá niêm yết là 25.560.000 đồng, chỉ còn lại 8.999.000 đồng đến đây là kết thúc. Và một lần nữa xin chúc mừng những vị khách hàng may mắn đã sở hữu lò nướng Ruby và đang tiến hành làm thủ tục ở đây. Một lần nữa chúc mừng tất cả quý vị. Và quý vị thân mến, chúng ta vẫn còn cơ hội sở hữu các sản phẩm của hai thương hiệu Đài Loan London và Frankie của Thụy Sĩ đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Loan Việt Nam ở hội chợ VinBio 2018 với những mức giá ưu đãi tuyệt vời. Chúng tôi sẽ dành ra những mức giảm giá rất là cao, hấp dẫn từ 35-50% các sản phẩm quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Loan Việt Nam để tham quan và sở hữu các sản phẩm nhà bếp tuyệt vời tỷ dũng này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.